Trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya cùng website chuyenmasoevaite.com hân hạnh giới thiệu tới các bạn tập 1 bộ truyện Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Hồng Nhung. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website soevaite.com. Nhân vật lịch sử Lỗ Ban không chỉ là ông tổ của nghề mộc mà còn là ông tổ của ám khí và cảm bẫy, được mệnh danh là cuốn tiểu thuyết thần kỳ nhất năm 2011 ngay khi tập 1 vừa được xuất bản tại Trung Quốc, khai thác một đề tài hoàn toàn mới mẻ và kỳ bí, giải mã trận pháp, cảm bẫy, ám khí. Chương 1: Bóng nửa đêm. Đầu thời dân quốc, quân phiệt phát cứ, cường quốc phương Tây dòm ngó, tai họa triền miên, dân chúng lầm than cơ cực, rất nhiều dân lành vì mưu sinh bức bách mà đành liều mạng theo tà môn để trộm cướp kiếm ăn, lại có nhiều người do tổ tiên các ngón bàng môn tà đạo, các thuật kỳ lạ bí truyền hoặc các thủ đoạn cướp bóc tinh vi nay đều nhặt nhạnh lại để dùng, khiến cho cả một thế giới đẹp đẽ bình yên bỗng trở nên âm hiểm dị thường, nguy cơ rình rập khắp nơi. Năm đó đang lúc cuối thu đầu đông, tiết trời lạnh giá, tại vùng núi Dương Sơn Vô Tích vốn nổi tiếng với giống thủy mật đào, có một ngôi nhà nằm sơn độc bên một sườn núi. Thủy mật đào hay mật đào là một loại đào có xuất xứ từ Trung Quốc, quả giống trái đào lông thông thường nhưng tròn hơn, thịt quả mọng, nhiều nước, rất thơm ngọt. Nói ra thì nghe có vẻ kỳ lạ, nếu theo phong thủy học, xây nhà tựa vào núi đều là cách cục tốt lành, dù là núi ở phía trước hay phía sau, bên trái hay bên phải. Chỉ kỳ nhất xây nhà bên cạnh núi có tướng khô, cùng tướng khô là tướng thế nào? Tức là trên núi không có cây cối xanh tươi, chỉ có đất đá lổn nhổn, hình thù lởm chởm kỳ quái, lại thêm vách núi dựng đứng sạt lở. Mà ngôi nhà này lại tựa lưng vào vách đá dốc, đứng ở mé bắc ngọn núi ở vùng Giang Nam. Rất hiếm thấy những ngôi nhà tựa lưng vào núi, quay mặt hướng bắc, vì vị trí đó không những khuất bóng mặt trời, lại phải thường xuyên hứng gió tây bắc và gió từ vách núi dội lại. Đã thế núi này cũng không có vẻ gì tươi nhuận, trên núi cây bụi mọc tạp nham, giật là lá khô cỏ úa. Đặc biệt ở vách núi phía bắc không có lấy một vạt xanh, chỉ một màu vàng quạch trải dài, sắc đá cũng không hề đổi màu đậm nhạt. Bù lại ở hai mé đông tây lại có hai vạt rừng xanh tùm. Phía đông là rừng trúc, phía tây là rừng thông. Thông thường nhà cửa tại nơi này đa phần là ngói xanh tường trắng hoặc ngói xanh tường đỏ, còn ngôi nhà này lại ngói vàng tường vàng, trông vô cùng khác lạ, gần như hòa lẫn với màu của vách núi. Do núi đổ bóng trùm, lại thêm hai rừng cây bao bọc xung quanh và mấy chục cốc đào che chắn phía trước, ngôi nhà gần như bị che khuất hoàn toàn. Nếu không tới gần, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó về tối. Sẽ thấy ánh đèn leo lét hắt ra suốt đêm từ các ô cửa sổ. Nhưng những người trồng đào nơi đây phát hiện ra rằng, trong đêm tối, nếu đi về phía ánh đèn, có đi cách nào cũng không thể lại gần ngôi nhà, mà sẽ chỉ loanh quanh trong rừng đào hoặc ruộng vườn gần đó. Bởi vậy, họ gọi ngôi nhà này là nhà quỷ trướng. Đêm nay, sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi âm thầm, tuy không có gió, song vẫn lạnh buốt dị thường. Đã quá canh hai, ông Lỗ Thịnh Nghĩa, chủ nhân của ngôi nhà, vẫn ngồi trong thư phòng của viện thứ hai, chăm chú xem một bức thư họa chưa bồi đã ố vàng dưới u ánh đèn dầu hỏa lổ. Thịnh Nghĩa đã sấp xỉ lục tuần, song cơ thể vẫn tráng kiện, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, cánh tay lực lưỡng,
cơ bắp cuồn cuộn, trông không có vẻ gì giống một người chơi thư họa. Tiếng khoen cửa đột ngột vang lên, Lỗ Thịnh Nghĩa lập tức lật ngược bức tranh lại, ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra là quản gia Lỗ đang bưng đến một chiếc ấm từ xa cổ có vẽ hoa văn mây núi. Nghỉ thôi lão gia, thứ này không thể hiểu trong một ngày hai ngày được đâu. Nếu không, đã bị lấy mất từ lâu rồi, làm sao còn đến lượt nhà chúng ta? Đúng vậy, thế nhưng ta vẫn không thể dẹp sang một bên được. Lỗ Thịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn bức hoành phi viết bốn chữ Tàng Bảo Bố Thụy treo trong thư phòng, khẽ thở dài rồi nói tiếp. Thiên cơ khôn tỏ, di mệnh khó trái. Bước đường tiếp theo là họa hay phúc, thật khó đoán định. Hay là ngày mai ngươi và ông Lục cùng tới xem thử, không chừng có thể tìm ra manh mối nào chăng? Vâng, sáng mai tôi sẽ cho mời ông Lục tới. Vậy ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nay mọi người cũng vất vả nhiều. Vết thương của Ngũ Lang ra sao rồi? Liễu Nhi chắc cũng đã ngủ rồi phải không? Thưa, đều ngủ cả rồi ạ. Ông Lục đã cho Ngũ Lang uống chút thuốc, chắc không có vấn đề gì đáng ngại. Vậy tôi đi ngủ trước nhé. Lỗ Thịnh Nghĩa gật đầu rồi bèn lui ra. Trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi mới yên tâm trở bước về phòng. Đêm đã khuya, trời vẫn lặng gió, trong viện yên tĩnh dị thường. Thậm chí không cả nghe thấy tiếng ngáy của Ngũ Lang và Lỗ trong gian phòng phía trước như thường lệ. Trời lúc một thêm buốt giá, dường như có tiếng sương rơi vẳng lại, nghe tí tách mơ hồ. Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn đang vùi đầu tìm tòi trong bức họa. Đột nhiên, ông có cảm giác rất bất thường. Tiếng sột soạt ngày càng rõ hơn, băng qua sân, từ từ tiến sát thư phòng. Ông không ngẩng đầu lên, bởi lẽ từ dư quang từ đôi mắt, ông đã thấy rõ một cái bóng cao lớn đang dần dần đổ dài trên chấn song hoa của cửa thư phòng. Một cảm giác lạnh buốt như lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, dội lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Ông vẫn không thể ngẩng lên. Bóng đen càng lúc càng tiến gần, càng lúc càng cao lớn hơn hẳn kích thước của một người bình thường. Ông vẫn không thể ngẩng lên, mí mắt cũng bất động không chớp, thậm chí cả hơi thở cũng như ngừng lại. Hai bàn tay siết chặt hơn chiếc ấm từ xa, gân xanh nổi căng trên mu bàn tay giật lên khe khẽ. Lỗ Thịnh Nghĩa đang sợ hãi, nỗi sợ hãi này dường như ông chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua. Điều khiến ông sợ hãi không phải là bóng đen quái dị đang mỗi lúc một sát gần, mỗi lúc càng to lớn kia, mà điều khiến ông sợ hãi chính là vì tại sao Ngũ Phân Liên Sách Chướng bố trí bên ngoài cổng chính lại không thể ngăn cản được bóng đen? Tại sao Điên Phúc Đạo ở viện thứ nhất lại bị vô hiệu hóa? Tại sao con đường rồng vờn đá tảng tại viện thứ hai lại để bóng đen dễ dàng lọt qua mà tiến sát đến thư phòng? Kinh ngạc hơn nữa là mấy nhân khảm ở dãy nhà trên và căn lầu phía đông tại sao lại không hề có chút phản ứng? Trong ông giờ chỉ còn lại chút hy vọng mong manh vào nút móng đạp bươm bướm ở cửa thư phòng. Nếu có người bị lọt vào trong đó, sẽ bị các thiết kế này khiến cho hoa mắt chóng mặt. Một sợi dây thừng dường như biến thành 5 sợi dây thừng, không tìm được chỗ đặt chân. Cần phải bước đi theo phương pháp một sừng 2 điểm, 3 vượt 4 xoay mới có thể vượt qua. Nếu không sẽ bị ngã đến sứt đầu mẻ trán, gãy xương đứt gân. Nguyên văn là Đại Thạch Long Hành Nhiễu, tức là lối đi như rồng cuộn quanh đá tảng, là chướng ngại vật làm bằng đá, bố trí theo phương pháp kỳ môn độn pháp, tương tự như bát trận đồ, giống như rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, đi vòng vèo quanh các tảng đá, tựa như thân rồng uốn lượn, mây mù lớp lớp, đi mãi vẫn không thể tới đích. Khảm hay khảm tử là thuật ngữ mà các môn phái trong giang hồ dùng để gọi các bố cục kỳ môn độn pháp, cơ quan cạm bẫy nhân khảm là dùng người sống làm bẫy, có thể hiểu là dùng người mai phục, ngăn chặn, vây giết. Nguyên văn là Đề Đạp Hổ Điệp Khấu, tức là một hệ thống nút thắt do nút hình 3 chiếc móng và nút hình 4 cánh bướm đan sen lồng ghép vào nhau tạo thành. Cần phải tìm ra được vị trí đầu và đuôi của 3 móng và 4 cánh, cùng quan hệ liên kết giữa chúng, đồng thời biết được quy luật về hướng đi của các sợi dây thừng,
sẽ dễ dàng tháo ra được, nếu không sẽ càng gỡ càng rối, càng quấn càng chặt. Chỉ khi phá vỡ được cơ quan trung tâm dùng để thu nhả dây thừng mới có thể thoát khỏi các nút buộc. Cái bóng đã cao gần trạm mái hiên, dừng lại trước cửa rồi đứng im lìm, không hề nhúc nhích. Lỗ Thị Nghĩa lúc này mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ánh đèn dầu lờ mờ trong căn phòng khiến cho cái bóng đen bên ngoài càng trở nên mơ hồ. Cái bóng vẫn đứng im lìm. Lỗ Thị Nghĩa từ từ đứng dậy sau một hồi ngồi cứng đờ bất động. Giờ vận động trở lại khiến cho khí huyết sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đôi mắt ông hơi nhòa đi, cái bóng vẫn đứng im lìm. Lỗ Thị Nghĩa bắt đầu bước chân về phía cánh cửa. Một bước, hai bước, khoen cửa khẽ kêu lên một tiếng. Ông lập tức khựng lại, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng khiến ông cảm thấy ngạt thở. Một hồi lâu sau đó ông mới khe khẽ thở ra làn hơi đã nén lại nãy giờ. Tiếp tục bước về phía cánh cửa, khoen cửa lại khẽ kêu lên một tiếng. Toàn thân ông thoát cứng đơ trở lại. Lại một hồi lâu nữa, khoảng thời gian đó đã biến chút hy vọng mong manh còn lại trong ông thành sự tự tin, và ông tiếp tục nhấc chân bước về phía trước. Đúng vào khoảnh khắc bước chân vừa chạm đất, chợt vang lên một tiếng kim loại vỡ chói tai. Trong chớp mắt, hai cánh cửa giữa bật tung sang hai bên, dính chặt vào hai cánh cửa bên cạnh. Ngọn đèn dầu vụt tắt, bóng đen cao lớn ập vào đứng đối diện với Lỗ Thị Nghĩa. Lúc này mới vọng đến tiếng loảng xoảng của các mảnh kim loại vỡ vừa tiếp đất. Trong phòng tối đen, song cũng không cần tới đèn, ông hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng đen, bởi lẽ ông đang đứng sát gần nó. Hơn nữa còn phán đoán chính xác chiều cao của nó phải bằng hai người cộng lại. Khi bóng đen còn chưa kịp bước lên bước thứ hai, Lỗ Thị Nghĩa cũng chưa kịp có phản ứng gì, từ trong sân đột ngột vọng đến một tiếng gầm của Lỗ Thị Nghĩa. Tiếp đó một vệt sáng trắng hình tròn xẹt qua đường vòng cung vụt đến, chém thẳng vào bóng đen, kèm theo một tiếng rít nặng nề. Trong nháy mắt, bóng đen tách thành hai nửa, phía trên bay thẳng về phía bàn, chụp lên bức thư họa, nửa phía dưới lan đến cái lỗ nhỏ ở góc tường phía tây. Một tiếng nổ vang dội, cái lỗ nhỏ bỗng chốc đã trở thành một hốc lớn đến hai thước vuông. Vệt sáng trắng quét qua chính giữa hai phần cơ thể vừa bị tách đôi, cắm phập vào đúng chữ bảo trên tấm hoành phi tàng bảo bố thụy. Thì ra đây là cây rìu sắt bát quái cán gỗ đào Lỗ Thị Nghĩa. Nhanh chóng quay người lại, lao vụt về phía bàn. Chiếc cấm từ xa thuận đà bay ra khỏi tay ông, nhắm thẳng vào nửa trên của cái bóng, chính xác hơn là nhắm thẳng vào cánh tay đang thò ra chộp lấy bức tranh chữ. Nhưng do cánh tay đó đã nắm được bức tranh và đang rụt về, nên chiếc ấm tử xa đã xé rách toang bức tranh. Cánh tay mang theo quá nửa bức tranh lập tức thu lại vào trong khối người đen kịt. Lỗ Thị Nghĩa cũng đã kịp tới bên bàn. Ông vươn tay chụp lấy khối đen, song khối đen lại lao thẳng vào ngực ông, lợi dụng phản lực từ sức lao đến của ông để bật xéo về phía cái hốc lớn ở góc tường phía tây. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Lỗ Thị Nghĩa không đuổi theo, ông đứng chôn chân bất động như một tảng đá. Lỗ lao vụt vào phòng, tung chân quét mạnh, đá văng hai miếng gạch vỡ trên nền nhà bay thẳng vào trong hốc. Tiếp đến ông ta lùi lại, đổ nghiêng người xuống, một tay chống đất, gập khuỷu hạ người, tay kia khum lại che chắn trước mắt. Nhìn qua hốc ra ngoài vừa nhìn, ông ta đã lập tức bật dậy, động tác vô cùng linh hoạt. Mặt đầy thất vọng, ông nhặt non nửa bức thư họa từ dưới đất lên, cẩn thận phủi bỏ những mảnh ấm vỡ và lá trà dính ở trên đó, rồi cung kính đưa lại cho Lỗ Thị Nghĩa. Lỗ Thị Nghĩa không cầm. Lúc này Liễu Nhi mới lao vào phòng, tiếp sau là Ngũ Lang, sau cùng là ông Lục, vừa chạy vừa thở hổn hển. Mọi người chỉ nhìn Lỗ Thị Nghĩa, không ai nói câu nào. Không khí im lặng chết chóc phủ trùm khắp căn phòng. Chương 2: Vầng khí động. Người ngoại tỉnh tới Bắc Bình buôn bán đồ cổ có hai loại. Một là tới lưu ly xưởng. Ở đó anh là vua, các con buôn, chủ hàng đều dạp người nịnh bợ anh. Vì sao? Vì anh hoặc là ông chủ bạc vạn dắt lưng, hoặc là khách hàng ôm theo món đồ vô giá. Nếu không, anh tuyệt đối không thể bén mảng đến những cửa hàng trên con phố đó. Những cửa hàng ở đây chỉ cần săn được một món như vậy,
có thể đủ ăn xài suốt 3 năm. Loại thứ hai là tới chợ ma sáng sớm tinh mơ. Từ khi trời còn chưa rạng, tay xách chiếc đèn lồng, người bán người mua đều lờ nhờ không rõ mặt, chỉ nhìn thấy những ngón tay cụp xòe mặc cả hàng hóa tại chợ ma, đa phần là hàng nhái hoặc hàng xả cổ. Đừng có để ý đến các con buôn ở đây, bọn chúng đều danh như khỉ. Nghe chúng khua môi múa mép, chỉ tổ mất cả chi lẫn trai. Cũng có một số món hàng là thật, song nguồn gốc bất chính nên khó mà tiêu thụ. Loại này cũng chớ có mà dính vào, dính vào thì đừng hòng tuồn đi đâu được. Không chừng lại rước họa vào thân, họa hoàn lắm mới gặp được vài gã vô dụng lấy trộm đồ của tổ tiên đi bán giật chút tiền nóng để hút thuốc chơi gái. Như vậy coi như gặp vận hên, lấy hàng trả tiền xong hãy lập tức chuồn ngay. Ở chợ ma đừng mong một ngày mà gặp may hai lần. Nếu còn luẩn quẩn ở đấy, không chừng món hời vừa kiếm được lại không cánh mà bay mất. Lỗ Nhất Khí tay xách chiếc đèn lồng vuông đang đi trong chợ ma. Cậu bước rất chậm, lặng lẽ đi từ đầu tới cuối chợ, không hề liếc mắt tới món hàng nào. Lỗ Nhất Khí là con trai độc nhất trong gia đình ông Lỗ Thịnh Nghĩa. Gần 40 tuổi mới sinh được đứa con bảo bối này, quả thực không phải dễ dàng. Vợ ông cũng vì cậu quý tử này mà mất mạng. Ông cũng không giữ cậu con bên mình. Khi cậu mới tròn 5 tuổi đã mang gửi tới nhà anh trai Lỗ Thịnh Hiếu ở núi Thiên Giám, tỉnh Hà Bắc. Ông Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa lập gia đình. Sau khi bước sang cái tuổi trung niên, đột nhiên lại sùng tín đạo Pháp, dựng một ngôi nhà cỏ bên cạnh đạo quán Thiên Phong trên núi Thiên Giám, suốt ngày cùng đạo trưởng trong quán ngồi bàn kinh luận đạo, lý giải huyền hư. Khi Lỗ Thịnh Nghĩa đưa cậu con đến, đã gửi cho anh trai một bức thư, trong đó viết rằng: chịu ách tuyệt hậu, vốn dĩ không nên sinh ra đứa bé này, và lại đứa bé rất khác người, bẩm sinh đã có khả năng kỳ lạ, không biết là phúc hay họa, vốn dĩ muốn bỏ đi mà lại không nỡ. Có lẽ đạo lực có thể khơi thông dẫn dụ nó chăng? Hy vọng rằng đứa trẻ này về sau có thể dùng tài năng thiên bẩm để kế thừa di mệnh của dòng tộc chúng ta. Nguyên văn là: bản dục nhất khí, vốn dĩ muốn bỏ đi cho xong. Cậu bé được đặt tên là Nhất Khí cũng vì lẽ này. Lỗ Nhất Khí vừa tới núi Thiên Giám, Lỗ Thịnh Hiếu đã mời các đạo sĩ trong đạo quán Thiên Phong tới xem tướng cho cậu. Các đạo sĩ tinh thông đạo Pháp đến ngồi xung quanh Lỗ Nhất Khí suốt 3 canh giờ. Họ vận dụng mọi phương pháp xem tướng như là bát tự, xem tướng tay, tướng mặt, tướng xương, cử chỉ thân thái, xong đều không thể toán ra được tính cách và số phận của cậu. Cuối cùng đành phải đưa ra một kết luận: tính cách của đứa trẻ này không thuộc ngũ hành. Trong hơn 10 năm sau đó, Lỗ Thịnh Hiếu đã không để đứa cháu trai duy nhất của mình có sự khác biệt nào với những đứa trẻ cùng trang lứa. Ông dạy cậu bé đọc sách viết chữ, nhận thức phải trái đúng sai, lại thường xuyên dẫn cậu đến đạo quán nghe đạo giảng kinh, theo các đạo trưởng học chút què trượng. Dịch lý Lỗ Thịnh Hiếu là người khoan dung, không quan trọng việc cậu có hiểu hay không, có học được hay không, mọi việc đều lựa theo ý thích của cậu. Điều này cũng phù hợp với đạo lý tùy thuận theo tự nhiên của đạo gia. Đến năm 12 tuổi lại gửi cậu đi học ở trường Tây, học tại Bắc Kỳ, còn bản thân tiếp tục sống những ngày tháng thanh nhàn. Lỗ Nhất Khí sau khi sinh ra chưa được đặt tên chính thức. Cái tên của cậu là do bác đặt cho, mang nghĩa bỏ đi một mà thu về trăm. Nhà họ Lỗ có một người chú họ Sa gọi là chú Tư, làm nghề buôn bán tại Bắc Bình. Chú Tư mở một cửa hàng nhỏ buôn bán đồ cổ. Lỗ Nhất Khí được cử tới sống nhờ nhà chú, thường ngày đi học, lúc rỗi rãi phụ giúp chú trông coi cửa hàng. Thấm thoát mới đó mà đã 8 năm Lỗ Nhất Khí chưa từng về nhà, thậm chí cậu còn không biết nhà mình ở đâu. Chỉ nhớ rằng lúc 5 tuổi được cha đưa từ một vùng đất vàng mênh mông tới sống cùng với bác. Tuy trong thời gian học ở Bắc Bình, cậu cũng có về nhà bác vài lần, song bác cậu chưa bao giờ kể cho cậu nghe về gia đình, mà cậu cũng không hỏi. Không phải vì cậu không tò mò,
mà vì đó là bản tính của cậu. Biết hay không biết đều thuận theo lẽ tự nhiên. Gia đình chú Tư đối xử với cậu rất tốt, thậm chí tốt tới mức khác thường. Họ luôn khúm núm cung kính trước cậu, giống như là đầy tớ đối với chủ nhân. Ngoại trừ chú Tư, các thành viên khác trong gia đình đều gọi cậu là cậu cả. Cậu cũng không biết vì sao mọi người lại gọi như vậy, song cũng chẳng bao giờ hỏi chú Tư. Tuy ông là chủ Trần Tứ có chút tiếng tăm ở Lưu Ly Xưởng, song dường như việc kinh doanh lại không mấy phát đạt. Rất ít khách lai vãng tới cửa hàng, thế nhưng cửa hàng của ông lại có rất nhiều món tốt. Đối với Lỗ Nhất Khí, đây quả là một nơi thú vị. Có lẽ là do khoảng thời gian sống ở núi Thiên Giám quanh năm chỉ bầu bạn với đèn xanh sách cũ, nên đã hình thành trong cậu tính cách khép kín, ngại giao tiếp với mọi người, nhưng lại có hứng thú đặc biệt đối với các loại cổ vật. Ở đây cậu được tiếp xúc với rất nhiều món đồ cổ có giá trị thực thụ. Nhưng những thứ khiến cậu mê mẩn tới mức không muốn rời tay lại chính là những cuốn sách cổ độc bản, rách nát, tàn khuyết hoặc những mảnh trúc giản. Sách lụa không còn nguyên vẹn mà cửa hàng thường xuyên mua được, đặc biệt là những văn tự hoặc ký hiệu, đồ hình trên những miếng giáp, cốt, đá, ngọc cổ xưa. Cậu có thể ngồi cả ngày để mân mê chúng, nhìn dán mắt vào chúng mà lẩm nhẩm, không rõ là đang tìm cách giải mã các bí mật ẩn giấu trong đó hay là đang âm thầm trò chuyện với chúng. Nếu trong cửa hàng có được vài món tốt thực thụ, thường sẽ được bán đi rất nhanh. Kỳ lạ là Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ nhìn thấy khách mua. Cậu cũng chẳng để tâm, có lẽ chú Tư cảm thấy không cần thiết phải cho cậu biết. May mắn là những thứ mà cậu thích thú thường đã lưu lại đến 8-9 phần trong trí não Lỗ Nhất Khí. Thường xuyên đến chợ ma không phải là để mua đồ cổ, mà do cậu thích không khí nơi đây, thích tận hưởng niềm vui khám phá. Chỉ cần chậm rãi dạo bước trong chợ, không quan tâm đến điều gì, tựa như đi trong một bãi hoang lặng phắc, cũng không cần nhìn ngó, chỉ cần dựa vào khả năng cảm nhận siêu phàm của mình, cậu có thể biết được những món đồ bày la liệt trên các sạp hàng ở hai bên đường kia, đâu là báu vật, đâu là đồ bỏ. Đôi khi đột nhiên có một món hàng cực quý thình lình sộc vào trong cảm giác, khiến đầu óc cậu hơi choáng váng, tim đập gấp gáp, và sau đó là một cảm giác lâng lâng hưng phấn tràn ngập trong tâm trí. Cậu đã có vài lần trải nghiệm cảm giác như vậy, song cậu đều không mua hàng, bởi vì cậu không có tiền, cũng là do chú Tư không cho phép cậu mua, và hơn hết là do bản thân cậu cảm thấy không nên mua. Lỗ Nhất Khí đã sắp đi tới cuối chợ, mắt cậu vẫn dán xuống đất mà không hề liếc sang hai bên. Nếu không phải là đang đi, thậm chí cậu còn có thể nhắm mắt lại. Trong cảm giác của cậu, những đồ vật bày ở hai bên đường kia đều là những vật thể sống. Chúng đang hít thở nhẹ nhẹ, chỉ là tiếng thở có sự khác biệt mà thôi. Đa số thi thoảng mới thở ra một hơi rất khẽ, tựa như hơi thở của người hấp hối. Rất hiếm hoi mới có được những thứ có hơi thở sâu, dài, ổn định và có luồng khí linh hoạt bao xung quanh. Chỉ những thứ đó mới là những món hàng lâu năm, và cũng chỉ có chúng mới đáng được gọi là đồ quý, là bảo vật. Hôm nay Lỗ Nhất Khí không gặp được món đồ nào có luồng khí linh động hoạt bát như thế. Lỗ Nhất Khí đã bước ra khỏi khu chợ, cậu thổi tắt ngọn nến trong chiếc đèn lồng. Vào lúc ngọn lửa vừa tắt, nhưng làn khói xanh vẫn chưa kịp tan đi, cậu chợt phát giác ra một hơi thở rất quái lạ, hoàn toàn khác với những hơi thở mà cậu vừa cảm nhận thấy. Cậu dừng bước rồi lập tức nhắm mắt lại để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn. Hơi thở đó xuất phát từ con hẻm bên trái ngay phía trước. Cậu mở to mắt, song không nhìn thấy thứ gì ở đó, do nó ở quá sâu hay là quá sát với mép tường. Nói tóm lại là cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu vẫn đứng im, tiếp tục nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận về luồng hô hấp. Không, đó không phải là hô hấp, và chỉ có thở ra mà không có hít vào.
nó chỉ là một luồng hơi, dường như có màu tím đen và mang theo mùi vị tanh hôi khó tả. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt nên không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bóng tối bất tận bao trùm lấy cậu, dường như đang từ từ kéo cậu lại gần. Một hồi lâu sau, cậu từ từ mở mắt, bất giác khóe miệng lộ ra một nét cười. Đúng vậy, cậu đang cười. Cậu vẫn có thể cười trong khi bóng đêm và mùi tanh hôi dày đặc bao quanh cậu. Cậu sải bước về phía con hẻm. Đó là một nụ cười tự chế giễu. Từ nhỏ cậu đã từng trải qua một số cảm giác kỳ lạ giống như lúc này, song lại luôn bị người lớn gạt phăng đi. Ngay cả những cảm giác khi đi trong chợ ma cũng chỉ có mình cậu biết. Cậu chưa bao giờ hé lộ với ai. Hơn nữa, cậu chưa từng hoài nghi về những kiến thức mình đã học được từ trường Tây trong mấy năm qua. Đó là những kiến thức hoàn toàn trái ngược với những cảm giác kiểu này của cậu. Cậu không biết ở đó có thứ gì, song cậu chắc chắn đó là một thứ mà cậu không thể ngờ tới. Trong ký ức của cậu có quá nhiều cảm giác khác xa với tình hình thực tế. Cậu thôi không nhắm mắt nữa, chỉ chớp chớp vài cái. Trong vài cái chớp mắt, cậu đã sục sạo được vài lượt trong trí nhớ. Đột nhiên trong não cậu bật ra hai chữ, không biết là chạy ra từ cuốn sách cũ nát nào. Thi khí, tức là hơi thở của xác chết. Tử khí, một đốm lửa cỡ bằng đầu ngón tay, chợt giật lên vài cái rồi lóe sáng, nhảy nhót tiến sát về phía cậu. Từ trong bóng đêm đi thẳng đến phía trên chiếc đèn lồng. Lỗ nhất khí giật mình, một cảm giác khó chịu chợt đè nặng, hơi thở tắc cứng trong lồng ngực. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn, mà cố định thần nhìn kỹ. Đó là một bàn tay. Một bàn tay trắng bệch, song vẫn có phần mềm mại. Một bàn tay thon dài, song trăng chịt những sẹo. Ngón giữa và ngón trỏ tạo thành hình kiếm quyết, kẹp chặt lấy một que đóm dây. Trên đầu que đóm đang lập lòe một đốm lửa màu đỏ cam. Que đóm làm từ giấy, tức là cuộn chặt những tờ giấy dễ bắt lửa tạo thành một que tròn dài, dùng để nhóm lửa, châm thuốc. Bàn tay cầm que đóm rất vững, không hề rung động, khiến Lỗ Nhất Khí đột nhiên cảm nhận được nỗi khát vọng tỏa xa từ con người này. Song từ khuỷu tay trở về sau vẫn chìm trong bóng tối. Đốm lửa trên đầu que đóm chợt nhẹ nhàng hạ xuống chiếc đèn lồng trên tay Lỗ Nhất Khí. Ngọn nến trong lồng đèn bùng mạnh lên mấy nhịp, cuối cùng đã soi tỏ vùng tối đen ở phía sau khuỷu tay. Vẫn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy một con mắt giống như mắt cú vọ, chiếu ra một tia sáng lạnh vô cùng cảm. Ngoại trừ bàn tay, toàn bộ cơ thể người này đều được bọc trong một lớp vải đen hòa lẫn với màn đêm. Nhìn cái này xem, từ trong đống vải đen lụp xụp thò ra bàn tay còn lại. Bàn tay ẩn trong một chiếc bao tay bằng da hiu và nắm chặt thành một nắm đấm. Nắm đấm đột ngột mở xòe ra. Ngay lập tức, Lỗ Nhất Khí cảm thấy một luồng khí tanh hôi nồng nặc xộc thẳng đến trước mặt. Thì khí nặng quá. Cậu thầm kêu lên sợ hãi. Trong lòng bàn tay có một vầng khí tím đen đang xoay tròn. Chính giữa vầng khí tím đen là một trái tim đang đập, chứa đầy nỗi oán hận của kẻ chết oan và lời nguyên rùa của vong hồn. Những thứ đó Lỗ Nhất Khí đều đã nhìn thấy, đã nghe thấy. Một áp lực đè nặng lên cậu, tựa như cơ thể đang bị nhẫn chìm dưới đáy nước sâu. Cậu bỗng cảm thấy buốt tai, đau đầu, buồn nôn, gân xanh trên trán co giật liên hồi. Cậu kinh ngạc khi thấy người áo đen kia vẫn thản nhiên như không, đứng trong vòng xoáy xuyên suốt âm dương, lặng phắc không hề nhúc nhích. Từ đôi mắt cú vọ vẫn chiếu ra những tia sáng vô cảm. Lấy không? Giọng nói cất lên, vô cảm y hệt như ánh mắt. Không. Lỗ Nhất Khí trả lời khẽ, xong dứt khoát. Tại sao? Giọng nói vẫn đều đều. Tôi không biết. Ngữ điệu của cậu đã cao hơn một chút, bởi lẽ cậu bắt đầu cảm thấy thích ứng được với áp lực lan tỏa từ khối đá. Không biết đây là cái gì, hay là không biết giá trị của nó? Giọng nói đã không còn vẻ điềm tĩnh như khi nãy. Đều không phải, là tôi không biết dùng nó để làm gì thôi. Cậu đã thấy trấn tĩnh hơn. Cậu chắc chứ? Trong ba chữ này dường như ẩn chứa chút tiếc nuối. Không chắc. Có nhiều chuyện phải đến lúc chết mới có thể chắc chắn được.
Câu trả lời của Lỗ Nhất Khí khiến con mắt Cú Vọ chớp liền hai cái, lóe ra một tia sáng rực. Bóng đen kia không hỏi nữa, cũng không bỏ đi, chỉ có tia sáng kia dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của Lỗ Nhất Khí. Đó là một khuôn mặt giống như khuôn mặt của bao người bình thường. Khác ánh nhìn chăm chú dừng lại quá lâu trên Lỗ Nhất Khí cảm thấy bất an. Sự im lặng kéo dài cũng đã khiến cậu cảm thấy có lẽ mình nên rời khỏi nơi này. Nếu muốn biết ai cần đến nó, hãy tới Mai Xấu Hiên ở cuối phố Lưu Ly Xưởng. Nói xong, cậu quay người bước đi, giọng nói tựa như ra lệnh. Chương 3: Nghìn non trở. Đá thi khuyển là một viên đá màu tím đen, một viên đá tím đen có hình trái tim. Nó vốn dĩ chính là một trái tim của con chó chuyên ăn xác chết. Trong thời viễn cổ, chiến loạn liên miên, tai họa chồng chất, xác chết đầy đồng, từng đàn chó hoang ăn xác người chết giữa mà sinh tồn. Trong mỗi đàn chó hoang đều có một con chó thủ lĩnh với thân hình to lớn, mạnh ngang hổ báo, gọi là vua chó. Nó cũng ăn xác chết, xong chỉ ăn ngón tay trỏ của cái xác. Tương truyền tất cả oán khí của oan hồn sau khi lìa trần đều tích tụ lại ngón trỏ. Lâu dần khí độc phát tác trong cơ thể vua chó khiến toàn thân nó hóa đá mà chết. Vật đổi sao rời, chó đá rồi cùng tan tành tro bụi, chỉ còn sót lại quả tim. Một quả tim tích tụ oán khí của vô số oan hồn. Kỳ thực Lỗ Nhất Khí đã biết về viên đá này. Trong cuốn sách cổ Phục Tàn Lục có nhắc tới, cậu chỉ không cho rõ viên đá này có được coi là bảo bối hay không. Nhưng trong Phục Tàn Lục đã ca ngợi rằng nó có khả năng kỳ diệu, có thể dùng tà chế tà, dùng độc trị độc, yêu trừ ma, phòng sát biến. Xong lại không nói nó có gây nên tai họa hay không. Một cuốn sách kể về 18 câu chuyện đều nói về việc sử dụng các loại pháp thuật hoặc đồ vật để khắc chế các hiện tượng tà ma quái dị. Cuốn sách này không rõ ai là tác giả, rất thịnh hành trong thời Đường. Tới cuối triều Nguyên thì thất truyền. Những câu chuyện trong đó đã được trích dẫn và vận dụng vào các tác phẩm khác. Trong đó có một đoạn Ngọc Linh Xà, tương truyền là tiền thân của Bạch Xà truyện trong dân gian. Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ nhìn thấy đá thi khuyển, song cậu chắc chắn rằng thứ trong tay gã áo đen kia chính là đá thi khuyển. Mà cậu cũng thật lạ, ngay trước khi hòn đá đó xuất hiện, cậu còn cười nhạo trực giác của chính mình. Giờ đây điều khiến cậu cảm thấy tự hào nhất, đó là trực giác còn có khả năng mách bảo cậu nên nói gì, nên làm gì. Khi cậu bước vào cánh cửa bên của Mai Xấu Hiên, trời còn chưa sáng, nhưng trên chiếc ghế thái sư trong gian nhà trước đã có một bóng người đang ngồi ngay ngắn, khiến cậu thoạt tiên còn ngỡ là mình nhìn lầm. Một khuôn mặt thật hiền từ, một ánh mắt thật nhân hậu. Bác cả! Lỗ Nhất Khí vừa mới đây còn chìm đắm trong cảm giác tự hào kiêu ngạo, phút chốc đã biến trở thành một đứa trẻ nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Ôi bác, sao bác lại đến đây mà chẳng báo trước cho con một tiếng, thật vui quá đi mất. Nhìn thấy cậu cháu, Lỗ Thịnh Hiếu cũng rất vui mừng. Thằng bé này, đừng có lay lắc ta như thế. Lớn mà ngần này, sắp lấy vợ đến nơi rồi mà chẳng ra vẻ người lớn một tí nào. Miệng nói vậy, xong trong lòng ông lại nghĩ thầm. Cũng có cho nó, chỉ có trước mặt mình nó mới là một đứa trẻ. Lỗ Nhất Khí tươi cười hớn hở. Cậu có biết bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng, hiện giờ người duy nhất mà cậu có thể thổ lộ đang ở ngay trước mặt. Cậu làm sao mà có thể nín được nữa. Cậu lập tức liến thoáng không ngừng. Lỗ Thịnh Hiếu mỉm cười, chăm chú nghe cậu cháu kể chuyện. Ông không bỏ qua bất cứ một tiểu tiết nào. Đây là điều ông chắc chắn sẽ làm trong những lần hai bác cháu gặp nhau. Ông muốn từ trong đó tìm hiểu về một số điều, và cũng muốn xác định về một số điều. Trời đã sáng dạng, chú Tư sai người đi mua đồ ăn sáng về. Lỗ Nhất Khí vừa ăn vừa kể. Ăn sáng xong, chú Tư lại sai người pha trà mang lên. Lỗ Nhất Khí lại vừa uống vừa kể. Cậu kể chuyện ở trường học, kể về phong trào học sinh, kể về buổi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Tây, về phim kịch. Tóm lại, cậu muốn mang tuốt tuột những cái thứ mới mẻ mà cậu đã được trải nghiệm kể hết cho bác Lỗ Thịnh Hiếu, vẫn ngồi yên ắng lắng nghe, rất chăm chú. Có điều ông không cười nữa, mà bắt đầu cảm thấy có lẽ mình không nên tới đây thì hơn.
Lỗ Thịnh Hiếu chậm rãi móc từ trong ngực áo ra một bức thư nhàu nhĩ, đưa cho Lỗ Nhất Khí nói: "Con đọc đi, là thư của cha con. 10 ngày trước, ông nhận được thư của em trai Lỗ Thịnh Nghĩa. Trong thư đã nói cặn kẽ về tình cảnh khốn đốn của dòng tộc họ Lỗ hiện nay. Cuộc chiến âm với đối thủ xem ra ngày càng khó khăn. Dường như đâu đâu cũng bị kiểm soát, không còn trốn ẩn thân. Các thông tin thu lượm được cũng ngày càng bất lợi cho sứ mệnh của Lỗ gia. Đối thủ họ Chu rõ ràng đang đi trước. Nếu tính về thời gian, số bát cực đã tới hồi kết thúc. Bây giờ chính là thời điểm hậu duệ đích mạch của Lỗ gia phải hoàn thành di mệnh của tổ tiên. Tuy nhiên, do thời gian đã quá xa xôi, biết bao manh mối đã thất lạc, lại thêm vài trăm năm trước, hỏa bảo bị đánh cắp. Người họ Chu là Chu Nguyên Chương xưng đế, chiếm mất tiên cơ. Tình hình trước mắt đã không thể nào né tránh, chỉ còn cách bắt tay vào hành động. Năm xưa, họ Chu đã bày khảm diện bên ngoài nhà tổ của dòng họ Lỗ với ý định đuổi cùng giết tận. Bởi vậy, lần này con cháu Lỗ gia cần phải mau chóng trở về, đi trước Chu gia một bước để lấy lại cơ sở tập và tấm thẻ ngọc ghi chép về vị trí chôn giấu của 8 bảo vật. Đây là manh mối liên quan tới vận mệnh của cả thiên hạ. Chỉ có truyền nhân đích mạch của Lỗ gia mới có thể lĩnh hội được bí mật kỳ diệu trong đó. Người này chính là Lỗ Nhất Khí. Khảm diện là một thuật ngữ trong kỳ môn độn pháp, cơ quan cạm bẫy dùng để chỉ hình thức bên ngoài của khảm, cũng là toàn bộ phạm vi tồn tại của một khảm. Những lời Lỗ Thịnh Nghĩa viết trong thư không phải là phi lý. Hơn 20 năm về trước, hai anh em họ Lỗ trong khi phá giải khảm diện của Chu gia đã sơ ý làm tổn hại đến tính mạng của đứa trẻ trấn giữ khảm nhãn. Chúng phải lời nguyền tuyệt tự. Trên đời này chắc chắn không thể có con trai nối dõi. Nhưng kỳ lạ là sau đó, trong ngôi nhà của tổ tiên để lại, vợ Lỗ Thịnh Nghĩa lại bất ngờ mang thai, sinh ra Lỗ Nhất Khí, bẩm sinh đã rất khác thường. Lỗ Thịnh Nghĩa sợ rằng, ngoài lời nguyền tuyệt tự còn trúng phải lời nguyền độc địa nào khác, gây mầm tai họa cho Lỗ gia, bởi vậy đành phải đem con đi bỏ, gửi đến nhà họ hàng xa. Nhưng ông cũng biết rằng, trong căn nhà của tổ tiên có ẩn giấu một báu vật gia truyền, chưa biết chừng chính linh tính của bóng vật đó đã phá giải được lời nguyền tuyệt tự. Nếu đúng như vậy thì Lỗ Nhất Khí chính là nước cờ quyết định để giải quyết vấn đề nan giải này. Vị trí phát huy hiệu quả lớn nhất của khảm điện, lời nguyền tức truyền những ý niệm tà độc vào một vật nào đó. Sau đó hoặc là để vật này vào một vị trí vô cùng quan trọng đối với đối phương, hoặc là thường xuyên phát động ý niệm trong một thời gian dài để đạt đến mục đích gây tổn hại cho người khác. Ở vùng Quảng Đông có Đả Tiểu Nhân, ở vùng Tứ Xuyên có Độc Tử Chú, ở vùng Giang Tô có Trần Đầu Phá, Đinh Đầu Lương, đều là những tà thuật kiểu lời nguyền. Tuy nói là như vậy, song trong thâm tâm Lỗ Thịnh Hiếu cũng hiểu rõ rằng hành động này khác nào lần đặt cược cuối cùng trong lần liều mạng này. Cho dù có lấy được thứ mà Lỗ gia muốn hay không, đối phương chắc chắn cũng sẽ không để bỏ qua cho người nhà họ Lỗ. Song xét về mọi mặt, có lẽ đây vẫn là giải pháp khả thi nhất. Cứ ngồi bị động chờ chết, chẳng ta chủ động tấn công. Chỉ cần có đủ may mắn và khả năng để vào được trong bảo cấu mà không mất mạng, cho dù bản thân không lấy được thứ mình muốn, đối phương cũng sẽ ngờ rằng mình đang nắm giữ được bí mật nào đó chăng. Như vậy cũng coi như đã tìm được con đường sống cho bản thân. Bảo cấu tức là công trình kiến trúc để cất giữ bảo vật, có thể giúp bảo vật hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, linh khí của đất trời. Mặt khác phải được thiết kế ở chỗ kín đáo, không dễ phát hiện, được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp cơ quan cạm bẫy, tránh bị lấy trộm. Có điều sau khi nhận được thư của em trai, Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cảm thấy do dự. Bởi lẽ Lỗ Nhất Khí là cháu ông, là đứa cháu trai duy nhất của ông. Hơn thế nữa, nếu xét về tình cảm, ông coi cậu bé khác nào con ruột. Trước đó rất lâu, ông đã tính toán rằng tốt nhất nên kết thúc di mệnh của tổ tiên ở thế hệ của mình. Bởi vậy, sau khi Lỗ Nhất Khí tới sống cùng ông chưa từng đích thân truyền lại cho cậu các kỹ nghệ tổ truyền của dòng họ Lỗ. Giờ đây Lỗ Nhất Khí đang đứng trước mặt ông. Nhìn ngắm khuôn mặt của cậu,
Lỗ Tình Hiếu bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây là một khuôn mặt bình thường như bao người khác, song tràn đầy sức sống và khát vọng. Nếu bắt nó từ nay phải xông pha vào gian nan nguy hiểm, quả thực ông thấy không đành lòng. Song chuyện đời thường không chiều theo lòng người, Lỗ Nhất Khí đã mang trong mình năng lực siêu phàm, hơn nữa còn là truyền nhân đích mạch của duy nhất Lỗ gia. Hai điều kiện này đã quyết định Lỗ Nhất Khí từ đây sẽ phải bước chân lên con đường nguy hiểm, gồng lưng gánh đỡ sứ mệnh thiên cổ trên đôi vai mảnh khảnh thư sinh trong cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Đối với Lỗ Nhất Khí, đối với Lỗ gia, thật không rõ đây là phúc hay họa. Lỗ Nhất Khí đặt bức thư xuống, ngẩng đầu lên nhìn bác, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang và nghi hoặc, mấy lần trực nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi: "Cha cháu hiện đang ở đâu?" "Họ đang ở Tô Châu." Lỗ Tịnh Hiếu còn đang ngập ngừng chưa nói dứt câu thì Lỗ Nhất Khí đột ngột đứng dậy, bước vội vài bước về phía cửa chính của cửa hàng, quay mặt ra ngoài cửa, chẳng nói chẳng rằng, dáng điệu ung dung dường như đang đợi ai đó. Hành động đột ngột của cậu khiến Lỗ Tịnh Hiếu hết sức ngạc nhiên. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì một bóng đen đã xuất hiện, che khuất toàn bộ ánh sáng từ khung cửa. Bóng đen không hề dừng lại mà bước ngay vào bên trong, đi thẳng về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí cũng không hề né tránh. Buổi gặp gỡ sớm nay đã khiến cậu không còn thấy chùn bước trước bóng đen nặng mùi tử khí. Hơi thở của viên đá thi khuyển cũng không còn khiến cậu cảm thấy bất an. Hơn nữa mùi tanh hôi lợm giọng của nó giờ cũng đã nhạt đi rất nhiều. Xong vào lúc hai người sắp va phải nhau, bóng đen lại khéo léo vòng qua Lỗ Nhất Khí, đi thẳng về phía Lỗ Thịnh Hiếu. Hành động của bóng đen khiến Lỗ Nhất Khí giật mình kinh hãi. Cậu không hiểu gã quái vật này định làm gì bác mình. Xong dù thế nào, cậu cũng không cho phép hắn gây tổn thương tới bác. Cậu lập tức quay người lại, bước theo định túm bóng đen. Xong ngay lúc đó, bóng đen thình lình dừng lại, khiến bàn tay của cậu vốn dĩ sắp chạm đến lớp vải đen cũng vội khựng lại theo bóng đen. Cúi mình, cúng kính hành lễ, rồi nói với Lỗ Tịnh Hiếu: "Tôi là đứa con đền cho ông." Lỗ Tịnh Hiếu sững người trong giây lát rồi bật cười thanh tiếng. Lỗ Nhất Khí ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lỗ Tịnh Hiếu ngừng cười hỏi: "Cậu chưa từng gặp ta, sao biết là đền cho ta?" "Tôi đã nhìn thấy ảnh của ông, đã theo sát ông mấy ngày hôm nay, đã nhìn thấy ông lấy tín phù của ban môn." Lỗ Tịnh Hiếu nghe vậy vô cùng sửng sốt, nghĩ thầm: người này đã theo dõi mình suốt mấy ngày nay mà mình không hề hay biết. Xem ra người giang hồ quả thực khác với giới thợ thuyền. Ông bèn hỏi: "Là cậu tự tình nguyện làm con ta phải không?" "Không phải." "Vậy thì tại sao?" Bóng đen quay người lại, nhìn chăm chăm vào Lỗ Nhất Khí bằng con mắt độc nhất và trả lời: "Là vì cậu ta." Lỗ Tịnh Hiếu ngơ ngác, Lỗ Nhất Khí lại càng ngơ ngác hơn. Một tràng cười the thé bất ngờ vang lên từ sau cánh cửa, nghe còn ghê rợn hơn tiếng mèo gào trong đêm. Tiếng cười vừa dứt, lập tức một giọng nói khàn đục cất lên: "Tôi không nợ anh con cái, tôi nợ anh mạng sống, nên tôi đã tự tới đây." Lại thêm một người bước vào qua cánh cửa. Mai Xấu Hiền, người mới vào mang đến cả một thế giới tăm tối. Đúng vậy, đó là một người sống trong thế giới tăm tối. Người mới đến chống gậy mù, đeo kính đen, đó là một lão thầy bói mù. Lỗ Thịnh Hiếu lại cười vang, tiếng cười xem ra rất đối vui mừng và phấn chấn. Ông bước tới, nắm lấy bờ vai của lão thầy bói mù, luôn miệng: "Lão mù, tới đúng lúc quá, đúng lúc quá." Trước đây, người trong giới giang hồ cửu lưu thường gọi thầy bói là lão mù, hay còn gọi là mang gia. Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ thấy bộ dạng như thế này của bác. Một người bác hiền hậu nhân từ, tại sao hôm nay lại có dáng vẻ khả khái uy phong đến vậy? Mặc dù cậu đã sớm biết rằng bác mình tuyệt đối không phải là người bình thường, song rút cục là thần tiên phương nào, cậu lại chưa từng hỏi. Cậu cho rằng lúc nào cậu cần biết thì tự khắc sẽ biết. Lỗ Tình Hiếu có vẻ xúc động nói: "Mọi nỗi khó khăn tôi đã nói hết trong thư. Nay hai người đều đã tới, lại nhanh chóng như vậy, đúng là đã nể mặt lão già này, thật vô cùng cảm tạ."
Lão thầy bói mù bèn nói: "Tôi phải cảm ơn anh mới phải. Làm xong việc này coi như tôi không phải nợ nần gì anh nữa." Người chuột mắt cũng nói: "Tôi còn lời hơn nữa, trả được món nợ cho cả nhà." Lỗ Tình Hiếu cười nói: "Hai vị đúng là người thực tế. Các vị đã tới đây rồi, cho dù cuối cùng có thành công hay không, cả ba chúng ta đều phải đồng tâm hiệp lực cho chúng một đòn." "Không được, chắc chắn không được. Có một món bảo bối không thể thiếu được." Người chột mắt vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Tịnh Hiếu quay theo hắn, cũng nhìn về phía cậu. Kỳ lạ hơn nữa là lão thầy bói mù cũng quay đầu lại. Cây gậy chợt vung lên như con rắn quăng mình, trỏ thẳng vào cậu mà hỏi: "Quỷ Nhãn Tam, ngươi nói là cậu ta ư? Có phải là mù thật không nhỉ?" Lỗ Nhất Khí thầm băn khoăn. Song cùng lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được về tầm quan trọng của bản thân. Dường như trong cõi vô hình có rất nhiều người đang kỳ vọng ở cậu. "Đúng vậy," Quỷ Nhãn Tam trả lời. "Chúng tôi đã gặp nhau." Lỗ Nhất Khí bỗng cảm thấy dường như cậu đang bị đặt vào trong một đại cục, cần phải mở nó ra, cũng cần phải phá vỡ nó. Cậu càng cảm nhận rõ hơn rằng thứ mà mình đang phải đối mặt là một cục diện vô cùng đáng sợ, làm vô số những chặng đường chông gai mà mỗi bước đi lại rình rập muôn vàn nguy hiểm, là một vòng xoáy đẫm máu mà cậu sẽ phải trả một cái giá cực đắt ở trong đó. "Để ta sờ thử xem sao." Lão thầy bói mù vừa nói vừa khua tay đi về phía cậu. Lão ta vươn dài cánh tay tới trước mặt cậu. Cậu vội lùi lại nửa bước rồi đưa tay cho lão. Đúng lúc gần chạm đến bàn tay của Lỗ Nhất Khí, lão chợt khựng lại, sau đó từ từ gập các ngón tay về, hạ cánh tay xuống, xoay người đi lại phía Lỗ Tịnh Hiếu. "Có nhất thiết phải để nó đi không?" Lỗ Tịnh Hiếu hỏi, thầm hy vọng câu trả lời là không. Song lão mù lập tức gật đầu một cách quả quyết, cất giọng khàn đặc nhấn từng chữ: "Cậu ta phải đi." Quỷ Nhãn Tam nghiến hai hàm răng lại nói khẽ: "Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ chết uổng chết phí. Tôi chỉ đi theo cậu ta." Lỗ Nhất Khí buông cánh tay xuống. Lúc này cậu mới phát hiện ra mọi người đều đang đứng trò chuyện, bèn thuận miệng mà nói: "Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi." Song không hiểu vì sao, giọng điệu của cậu có chút gì giống như là gian lệnh. Quỷ Nhãn Tam và lão mù cũng tự nhiên răm rắp ngồi xuống. Lỗ Tịnh Hiếu chỉ vịn tay vào thành ghế mà không ngồi. Rồi ông bước tới phía trước mặt Lỗ Nhất Khí, đưa bàn tay phải ra nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu. Ông im lặng nghĩ thầm: "Đúng là quẻ số đã định, lại chứng nghiệm nhiều lần. Uổng công ta tu đạo bấy nhiêu năm, rốt cuộc cũng không thể cứng lại một chữ tình." Nắm lấy bàn tay của người bác, Lỗ Nhất Khí đã cảm nhận được niềm xúc động đang dâng trào trong ông. Lỗ Tịnh Hiếu khẽ nói: "Con ơi, con phải về nhà thôi, hãy trở về ngôi nhà của con." Nghe xong câu nói của người bác, trái tim cậu bỗng nhiên chấn động, máu huyết trong người đổ dồn về não, khiến cậu đột nhiên hoa mắt chóng mặt, tìm trong mơ mấy hồi tỉnh. Nhà xưa bềnh bồng trong kính, thấp thoáng chốn mây mờ, thuyền lan vượt khôn qua, sông cách nghìn non trở. "Nhà của con ở đâu?" Đây là lần đầu tiên cậu hỏi câu này, song nét mặt cậu vẫn bình thản lạ kỳ, giọng nói cũng rất mực điềm tĩnh. Nhìn đứa trẻ vừa mới đây thôi còn reo vui hí hừng, thoát cái đã trở nên thâm trầm như đá núi. Lỗ Tịnh Hiếu bắt đầu tin vào phán đoán của Quỷ Nhãn Tam và lão mù. Chương 4: Cánh cổng mở. Cách thiên đàn 800 bước về phía đông có một rừng cây lớn rậm rạp. Đại thể là căn cứ theo nguyên lý thiên địa hợp ngũ phương, âm dương hợp ngũ hành trong hà đồ. Do trời ba sinh mộc, đất tám thành cánh rừng cây này, khoảng 600 bước về phía đông lại có một hồ nước. Theo ngũ hành thì mộc khắc thổ, thủy khắc hỏa, nên thông thường khi xây nhà kỵ nhất là đất động lửa cháy. Mặt khác, thủy có thể sinh mộc, nên giữa rừng cây và hồ nước đã hình thành một con đường vận hoạt, là cục tướng đại cát trong kiến trúc. Lại nằm sát gần đàn tế trời của hoàng thất, chắc hẳn sẽ được trời cao phù hộ. Thiên đàn là một công trình kiến trúc nằm ở phía đông Bắc Kinh hiện nay, nơi các hoàng đế triều Minh,
Triều Thanh dùng để cử hành lễ tế trời và cầu mưa. Đây cũng là quần thể kiến trúc tế tự có quy mô lớn nhất hiện tồn của Trung Quốc. Hà Đồ là một đô hình bí ẩn được tạo thành từ những chấm đen và chấm trắng với số lượng từ 1 đến 9, sắp xếp theo một trật tự số học nhất định. Tương truyền vào thời Phục Hy, có con long mã nổi trên sông Hoàng Hà, trên lưng có các đốm xoáy với số lượng khác nhau. Phục Hy căn cứ vào đó mà làm ra Hà Đồ. Trong phong thủy học có câu: đạo hoạt tắc thông, đạo hoạt tắc chuyển. Đường sống thì thông, đường sống thì chuyển. Đường vận hoạt là chỉ con đường phong thủy may mắn có thể mang lại vận khí tốt đẹp. Nơi đây quả thực có một tòa nhà lớn, và cũng chỉ có duy nhất một tòa nhà đó, trông rất đồ sộ nguy nga. Nhìn từ bên ngoài trông không giống vương phủ, cũng không giống dinh quan. Nhưng xem quy cách của cổng Thanh Long mở tại mé đông nam, có thể biết được rằng đây chỉ là một tứ hợp viện, có điều lớn hơn rất nhiều so với những tứ hợp viện bình thường khác. Phía trước tòa nhà này cũng có thể coi là một nơi náo nhiệt, hàng ngày đều có những con buôn nhỏ lẻ, thầy bói ăn mày tụ tập ở đây. Tại sao vậy? Bởi vì đây là con đường buộc phải đi qua nếu muốn vào phía cửa đông của thiên đàn từ thời dân quốc. Người dân đã được phép ra vào thiên đàn để chiêm ngưỡng vẻ uy phong và hoa lệ của hoàng gia. Bởi vậy, việc chốn này trở nên tấp nập cũng là điều dễ hiểu. Song không khí trộn rộn đó lại chưa bao giờ đến với khu trạch viện, thậm chí cánh cổng cũng chưa từng thấy mở. Chẳng ai biết được trong ngôi nhà này có những ai sinh sống. Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, song giờ đây triều đại đã đổi thay, trong ngoài thành Bắc Bình chẳng còn mấy nơi duy trì được không khí yên tĩnh nữa. Lỗ Nhất Khí đã từng đến nơi đây, cậu cũng đã chú ý tới tứ hợp viện này. Khi đó cậu vừa học xong những phần tàn dư của cuốn Tứ Tự Pháp Điển. Nhìn từ bên ngoài, ngôi trạch viện này rất phù hợp với thuyết tứ tự viên thông. Hơn nữa, bức chiếu bích chắn trước cổng chính, hay còn được gọi là chiếu bích phản bát tự, rất thu hút cậu. Do nó có kết cấu tường mái rất hiếm gặp, đặc biệt những hình điêu khắc trên nền gạch xanh của chiếu bích cũng rất quái lạ, khiến cậu có cảm giác rằng nơi này có chút gì đó rất khác thường. Chiếu bích hay ảnh bích là một đoạn tường ngắn và thấp được xây ở khu vực gần cổng chính, dùng để che chắn, cản sát, giữ sinh khí, thường xuất hiện trong các kiến trúc xưa. Thế nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ được rằng đây chính là nhà của cậu. Ngồi trong một quán trà nhỏ đối diện với cổng chính ngôi nhà, Lỗ Nhất Khí nhìn trân trân vào cánh cổng bằng gỗ tùng đóng đinh đồng sơn đỏ. Trong lòng không có chút cảm giác giống như đang trở về nhà, mà ngược lại cậu thấy nó chẳng khác gì hang hùm động rắn. Lỗ Thịnh Hiếu có lẽ đã nhận ra được sự hoài nghi của cậu cháu. Ông bè nói: đây vẫn chưa phải là nhà của con, nhà của con ở bên trong nữa kia kìa. Cả khu nhà trước mắt con đây thực chất chính là một khảm điện khổng lồ mà năm xưa người họ Chu đã xây nên nhằm bao vây tiêu diệt chúng ta. Trong căn nhà do tổ tiên chúng ta để lại có một gian mật thất, trong đó cất giữ di mệnh mà tổ sư gia Lỗ Ban đã ủy thác lại cho chúng ta, cũng là bí mật nhà họ Lỗ chúng ta đời đời phải gìn giữ và bảo vệ. Người họ Chu vì muốn đoạt lấy bí mật đó nên đã tìm mọi cách để đuổi cùng giết tận người họ Lỗ. Khi đó con vẫn nằm trong bụng mẹ, đã cùng với cha con, lão mù và ta liều mạng chạy thoát khỏi nơi đây. Đã 20 năm trôi qua, Chu gia vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc hẳn là vẫn chưa tìm ra thứ mà họ muốn. Lần này chúng ta trở về đây là giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta trước họ một bước. Đó là bảo vật có liên quan tới vận mệnh của cả thiên hạ. Chỉ có truyền nhân đích mạch của Lỗ gia mới có thể hiểu được bí mật ẩn chứa trong đó. Người đó chính là con, Lỗ Nhất Khí. Lỗ Tịnh Hiếu không thể nói thẳng với cậu về mức độ nguy hiểm của chỗ này. Ông cũng không thể cho cậu biết rằng vì không muốn để đối phương có thời gian chuẩn bị nên lần hành động này hết sức vội vàng gấp rút. Ông càng không thể nói cho cậu hay lần này số người mà ông mời đến giúp sức không chỉ có lão mù và quỷ nhãn tam, song họ phần đông đều không tới. Một số là do đường xá xa xôi chưa tới kịp, song phần lớn là vì không muốn bị cuốn vào một trường ác đấu. Lỗ Nhất Khí điềm nhiên uống nước, ăn điểm tâm, song đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cánh cổng,
thi thoảng mới đưa ánh mắt đầy khâm phục liếc về phía lão mù tay ôm bình nước bằng da bò, miệng thao thao bất tuyệt xem bói cho khách vãng lai. Và quỷ nhãn tam co do trong tấm vải đen rộng lùng bùng đang rên rỉ thảm thiết: "Xin bác, xin chú nhóm tay làm phúc ạ." Hai người này ngồi cách nhau rất xa. Ngay từ lúc còn ở Mai Xấu Hiên, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện thấy họ có vẻ không hợp nhau, thậm chí còn có chút oán hận. Về nhà là một chuyến đi vô cùng nguy hiểm. Ngay từ lúc chuẩn bị lên đường, khi thấy chú Tư mắt ngấn lệ giữ lấy tay Lỗ Thịnh Hiếu và chuẩn bị cho mình một chiếc túi vải thô, bên trong đựng một khẩu súng lục và hai quả lựu đạn trứng vịt của Đức, cậu đã biết rõ chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Song cậu cũng hiểu rõ một điều, dù có gặp phải mối nguy hiểm đáng sợ đến đâu, cậu cũng không được phép lùi bước, bởi vì đó là nhà của cậu, cậu cần phải quay về. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm gió bắc từng hồi lạnh buốt, ai chẳng muốn mau mau về nhà, cuộn tròn trong chăn ấm. Đến lúc dẹp quán rồi, ông chủ quán trà đã liên hồi dục dã. Lỗ Thịnh Hiếu vác chiếc hòm gỗ lên vai, vừa bước ra khỏi quán chưa đầy 5 bước, đã thấy chủ quán hạ xong lều bạt, xếp toàn bộ bàn ghế, ấm chén lên xe, trong nháy mắt đã đi mất hút. Nhìn theo bóng dáng vội vã của ông chủ, Lỗ Nhất Khí bất giác trong mày. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời không trăng tối thẳm. Đứng phía trước cổng lúc này chỉ còn hai bác cháu. Lão mù ngồi dưới gốc cây phía tây đã không còn xem bói nữa. Quỷ nhãn tam từ đầu tới cuối vẫn ngồi thu lù góc tường không xê dịch lấy nửa bước. Giờ đã chìm lấn vào màn đêm đen, đặt Lỗ Nhất Khí không nhìn thấy hai người họ. Song cậu cảm giác được rằng họ đều không cử động. Đặc biệt là từ phía quỷ nhãn tam, ở đó lẩn quất một làn thi khí nhàn nhạt, rất dễ nhận biết. Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột đặt chiếc vòng hòm gỗ trên vai xuống, chạy vụt lên bậc tam cấp trước cánh cổng. Theo phản xạ, Lỗ Nhất Khí cũng định nhấc chân chạy theo, song lão mù và quỷ nhãn tam đã ập tới hai bên cậu từ lúc nào, giữ chặt hai tay cậu, không cho cậu chạy theo. Cậu đã hiểu bác cậu đang thực hiện một việc hết sức nguy hiểm. Tim cậu bỗng thắt lại, theo bản năng cậu vùng khỏi hai người kia rồi thò tay vào trong túi nắm chặt lấy báng súng. Cậu không thể để bác mình gặp tổn thương, chỉ cần có chút bất thường cậu sẽ lập tức rút súng bắn ngay. Cậu biết bắn súng ư? Biết. Đó là lần chú Tư giúp phó quan Ngô Phương Thiên ở phủ Đại Soái kiếm được một số cổ vật, đã được phó quan Ngô trả ơn bằng cách dẫn hai chú cháu đi săn. Lần đó cậu đã bắn 8 phát đạn, lúc đầu là bắn bằng súng trường. Phát thứ nhất không biết bay đi đâu. Phát thứ hai cậu bắn trúng cổ một con hươu nhỏ. Con hươu trúng đạn chạy tiếp khoảng 100 mét thì ngã vật xuống chết. Trong lúc mọi người đang hết lời khen ngợi cậu là một xạ thủ trời sinh, thì cậu tiếp tục giương súng bắn vào con ngỗng trời đang bay qua, một phát xuyên qua đầu ngỗng. Lúc này mọi người bắt đầu kinh ngạc, nhưng vẫn có người nói rằng đó là do cậu may mắn. Phó quan Ngô bèn đổi cho cậu khẩu súng lục, và với khẩu súng ngắn trên tay, cậu lại một phát đạn bắn chết một con cáo đang chạy thục mạng, hơn nữa còn bắn xuyên qua mắt, bởi vì có người hét lên với cậu đừng làm hỏng bộ da. Tiếp đó cậu lại bắn xuyên mắt một con sóc, phát cuối cùng trúng đầu một con chim sẻ. Và còn có một điều chỉ mình cậu biết, đó là cách con chim sẻ này chừng hơn 100 bước còn có một con chim sẻ khác cũng đồng thời rớt xuống, cũng là bị đạn xuyên qua mắt. Phó quan Ngô ngay lập tức định tiến cử cậu lên đại soái, muốn cậu theo nghiệp súng đạn. Song chú Tư đã hết lời thuyết phục, lại phải giấm dúi cho ông ta một đôi ngọc cổ đời Hán, ông ta mới chịu im miệng. Giờ đây bàn tay cậu đang nắm chặt khẩu súng mà chú Tư đưa cho trước lúc lên đường, và hiểu rằng đây chính là thời điểm cần dùng tới nó. Khẩu súng do phó quan Ngô kiếm giúp là hàng Đức chính hiệu, báng súng mịn êm nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Phần thân súng trơn bóng lấp lánh ánh sáng xanh trầm, sẵn sàng tuột ra khỏi lớp vải thô bất cứ lúc nào để nhả đạn trong chớp mắt. Lỗ Nhất Khí không quá để tâm tới khẩu súng, nó đang ở trong tay cậu, cũng giống như một bộ phận trên cơ thể cậu. Cậu vẫn nhìn không chớp mắt vào bóng dáng của người bác. Cái bóng đó đang ở phía trước cổng chính, đang chậm rãi thực hiện một động tác có vẻ đơn giản.
trông như đang gõ cửa. Gõ cửa mà không phát ra tiếng động. Tay của ông không chạm vào cánh cửa, chỉ có độ gập của đôi chân là liên tục biến đổi, giống như đang mô phỏng các chiều cao khác nhau. Về những chiêu này, Lỗ Nhất Khí hoàn toàn mù tịt. Cậu chỉ biết căng mắt tự lực nhìn chăm chăm vào khối đen đó. Trong cảm giác của cậu, bóng đêm đen đã dần dần trở nên sáng rõ. Bỗng vang lên một chuỗi âm thanh loảng xoảng, rồi cánh cổng cọt kẹt mở ra. Lỗ Tịnh Hiếu thở phào, quay đầu lại nói khẽ: "Được rồi." Lão Mù và Quỷ Nhãn Tam đều thở ra một hơi như rũ. Được cánh nặng, đúng lúc Lỗ Nhất Khí cũng sắp thở phào theo thì đột nhiên phát hiện ra mối nguy hiểm đang tới. Có hai vệt sáng mờ bay vụt từ hai góc mái ở hai bên, chiếu bích thẳng về phía Lỗ Tịnh Hiếu. Lỗ Tịnh Hiếu không kịp tránh nữa rồi, rút súng cũng không kịp nữa. Tuy Lỗ Nhất Khí bắn súng cực nhanh cực chuẩn, thậm chí không cần ngắm bắn, chỉ cần dựa vào cảm giác, song thực sự đã không còn đủ thời gian để hành động nữa. Viên đạn đã vụt ra kèm theo một tiếng nổ, không quá lớn, thoạt nghe như chỉ có một tiếng, nhưng cả hai vệt sáng đều đã đột ngột tắt ngấm ngay trong khoảnh khắc sắp chạm vào má của Lỗ Tịnh Hiếu. Sầm một tiếng lớn, cánh cổng đóng sập lại như cũ. Lỗ Nhất Khí đã nổ súng. Đúng vậy, cậu đã bóp cò ngay khi khẩu súng đang còn trong túi vải, nên tiếng súng không thật vang. Chỉ bằng một phát súng, cậu đã dập tắt hai vệt sáng kia. Đương nhiên là không thể, vì viên đạn không thể tách làm hai ngả. Cậu đã bóp cò liền hai phát, song do tốc độ quá nhanh nên hai tiếng súng gân như hòa làm một. Trên tay Quỷ Nhãn Tam bật ra một đốm lửa, là một que diêm đang cháy. Tuy chỉ lóe lên trong giây lát, song đã giúp họ nhìn rõ thứ quái quỷ gì đang nằm dưới đất. Huống hồ lại có Lão Mù không cần nhìn cũng đã tỏ tường mọi sự. Lão lên tiếng trước, giọng gằn lên giận dữ: "Rắn hoàng vĩ ống trúc!" Ngay từ lúc viên đạn bắn nát đầu hai con rắn, lão đã ngửi thấy mùi máu tanh sộc tới. Lão nói tiếp: "Đôi lò xo như cung, thân thước thẳng như tên, răng chạm hồn về châu địa phủ." "Ông anh lần này sơ suất quá đấy." Lỗ Tịnh Hiếu thất vọng nhìn cánh cổng đã đóng lại trước mặt lẩm bẩm: đúng vậy, sơ suất quá. Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là một nút thắt đuôi chó hai rơi như thế này. May mà có Nhất Khí, nếu không đi đứt cái mạng già này đã đành, lại còn mất mặt ngay lúc mở màn, đến cả cánh cổng cũng không qua nổi. Nguyên văn là: "Cầu vĩ song bức, cũng tương tự như nút thắt móng đạp bươm bướm, nhưng do một sợi dây hai vòng tròn đuôi chó xuyên qua hai nút thắt hình cánh rơi. Điểm khác biệt là ở chỗ phần đuôi chó liên tục vẫy, kéo theo hai con rơi đập cánh liên hồi. Khi tháo nút, nếu động tác hơi mạnh một chút, toàn bộ nút thắt sẽ di chuyển, lật vòng ngược lại. Hình thức liên kết cũng biến đổi theo, nên càng khó tháo gỡ. Song tương tự, nếu có thể phá hủy cơ quan trung tâm, dùng để kéo nhả dây thừng, sẽ tháo được toàn bộ nút thắt. Rắn hoàng vĩ ống trúc là một loại rắn do con người nuôi dưỡng. Nó chính là một biến thể của rắn hổ mang, tức là rắn hổ mang từ nhỏ đã được cho ăn rất nhiều độc tố, khiến cho độc tính trong nó mạnh hơn nhiều lần so với rắn hổ mang bình thường, lại không sợ mùa đông lạnh giá. Loài rắn này chỉ có một răng nanh rất lớn, mọi độc tố đều tích tụ ở đó. Chỉ cần khẽ chạm phải chức năng cực độc này sẽ về chầu Diêm Vương ngay tức. Ngoài ra, người ta còn ngâm nó trong dung dịch thuốc, khiến cho nó không thể lớn lên, dài lắm cũng chỉ một tầm thước. Phần đuôi của nó cứng như thép, nếu nhốt vào trong ống trúc, đuôi rắn tự nhiên sẽ xoắn lại thành nhiều vòng giống như một chiếc lò xo bị ép chặt. Khi nắp ống trúc bật mở, nhờ chiếc lò xo này mà nó sẽ bắn vụt ra như một mũi tên. Một thước tương đương với khoảng 33,33 cm. Lúc này tuy mới canh một, song nơi đây im lặng như tờ, nghe gió cả tiếng vi vu của từng làn gió. Chẳng ai nói một câu nào, nhưng phát súng thần kỳ của Lỗ Nhất Khí cũng không hề khiến họ cảm thấy kinh ngạc, như thể họ đã quá quen thuộc với điều này. Hãy nhìn những hình chạm khắc trên gạch và phần mái của bức chiếu bích kia. Từ lâu con đã thấy có điều gì đó bất thường. Lỗ Nhất Khí lên tiếng, cậu cảm thấy cần phải nói điều này cho mọi người biết. Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam nhìn về phía chiếu bích, song họ đều không có phản ứng gì.
Lỗ Nhất Khí biết rằng đứng từ khoảng cách này chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy, cho dù có đi tới sát gần cũng phải có thần nhãn mới nhìn rõ được. Bởi vậy chỉ có cách cử người không nhìn thấy gì đi lên xem thử. Lão mù dò dẫm đi về phía chiếu bích ở mé phía tây gần chỗ lão, tỉ mẩn sờ mó từng nét chạm khắc trên gạch, động tác rất chậm, rất thận trọng và cũng rất dứt khoát. Đột nhiên lão tan loạng choạng lao sang chiếu bích phía đông, đưa tay sờ soạng mấy cái rồi lại tấp tỉnh chạy về phía Lỗ Nhất Khí. Quy Nhãn Tam một bước dẫn lên chắn ở phía trước Lỗ Nhất Khí, cản lão mù lại mà hỏi: "Lão định làm gì?" "Ta muốn xem bức chiếu bích phía nam." Lão mù dừng bước trả lời: "Ở chỗ này làm gì có chiếu bích, chỉ có hai bức ông đều đã xem cả rồi." Lỗ Nhất Khí vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Quý Nhãn Tam sang bên cạnh. "Không, phải có, chắc chắn là phải có." Lão mù kêu lên giọng khản đặc. "Thế thì nó là một chiếu bích vô hình á?" Lỗ Nhất Khí cảm thấy hơi tò mò. "Không, nó có hình thù, nó là bức chiếu bích ma." Lão mù vẫn quả quyết. "Vậy nó ở đâu?" Lời nói của lão mù khiến Lỗ Nhất Khí có chút sợ hãi. Một bức chiếu bích ma hữu hình, năm con mắt sáng đều không nhìn thấy, trong khi một người mù lòa lại khẳng định nó đang tồn tại. Chương 5: Tường ma hiện. Lỗ Nhất Khí kinh hãi trước lời nói của lão mù. Cậu nhảy dựng lên như thể giẫm phải cục than nóng, lông tóc dựng đứng. Chiếu bích phía nam kỳ thực chính là bức chiếu bích ở bên ngoài cổng chính của tứ hợp viện, đối diện với cổng chính. Do nhà ở thông thường đều thiết kế quay mặt về phía nam nên được gọi là chiếu bích phía nam. Thông thường nó được xây cách phía trước tòa nhà đối diện một quãng, song đôi khi cũng được xây sát vào tường của khu nhà đối diện, chủ yếu là nhằm che chắn bố cục rối loạn của khu nhà phía trước, đảm bảo vẻ ngay ngắn và mỹ quan cho khu vực trước nhà mình. Trong phong thủy học cho rằng nó có tác dụng tàng phong tụ khí, đề phòng tán khí thất vận. Tuy nhiên, ở phía đối diện với trạch viện này lại không hề có căn nhà nào, chỉ có một con đường lát đá, vài đám đồng hoang, nên không cần thiết phải xây chiếu bích. Hơn thế nữa, tại vị trí mà lão mù vừa chỉ lại không hề thấy có một viên gạch. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu lại không hề tỏ chút nghi ngờ. Ông nói với Quỷ Nhãn Tam: "Ngươi Tam, cậu qua đón thử xem sao." Lúc này Lỗ Nhất Khí mới biết Quỷ Nhãn Tam họ Nghe, và cũng cho tới lúc này cậu mới nhìn thấy khuôn mặt của Quỷ Nhãn Tam. Vì khi bác cậu còn chưa nói dứt câu, Quỷ Nhãn Tam đã nhanh chóng giật bỏ tấm vải choàng màu đen để lộ ra một khuôn mặt xương sầu trắng bệch, song còn khá trẻ, cùng một bộ trang phục gọn gàng với chiếc áo chẽn và vòng cổ tay cũng bằng da bò. Duy có con mắt bên trái vẫn ẩn phía sau miếng da hình bầu dục. Hai đầu của miếng da được buộc lại bằng một sợi gân bò thít chặt trên đầu. Quỷ Nhãn Tam không nói không rằng dắt tấm vải choàng vào chiếc thắt lưng da bò, quạt tay ra sau, rút từ trong túi da đeo trên lưng da một chiếc cuốc mỏ hạc bằng thép ròng. Động tác nhanh như làm phép. Chỉ một loáng sau, đá bổ xuống mặt đất lạnh cứng hơn 200 lỗ lớn bằng cỡ ly rượu. Sau đó hắn cất cuốc vào trong túi da. Khi rút tay trở lại đã thấy cầm theo một chiếc xẻ lưới cày, khua kháng vùn vụt. Lại một chốc nữa, trên mặt đất đã hiện một con đường ránh rộng 3 thước, sâu 2 thước rưỡi. Lỗ Thịnh Hiếu không kìm được thán phục tốt lên. Công phu rời non phá núi của họ Nghề quả thực phi phàm. Họ Nghề với rời non phá núi gì kia? Lỗ Nhất Khí ngơ ngác không hiểu, bèn hỏi lại lão mù. Lão mù thấy cậu băn khoăn bèn giải thích. Họ Nghề tại Giang Tây là gia tộc dẫn đầu của phái rời mộ trong tộc trộm mộ. Người trong gia tộc này đặc biệt sở trường về rời mộ phá mộ, với 7 tuyệt kỹ đào, khoét, bới, đục, gõ, trượt, phá, và 4 thuật là định phi biến, phá tài chú, đọc âm văn, đoạn quỷ triền. Bất kể là mộ của đế vương hay quan lại, chỉ cần họ tìm thấy huyệt, mọi thứ quý giá trong hầm mộ đều bị cuốm sạch.
Tay Nghê Tam này là một cao thủ hiếm hoi trong thế hệ trẻ của gia tộc họ Nghê. Biệt hiệu trong giang hồ là Quỷ Nhãn Tam. Đào bới chút đất này đối với hắn là một việc vặt chả thấm vào đâu, tức là ngăn ngừa xác chết biến thành xác sống cương thi, phán vỡ lời nguyền độc địa, đọc văn tự có âm, cắt đứt ma quỷ quấy nhiễu. Lời giải thích đã nhanh chóng giải đáp được rất nhiều thắc mắc trong lòng Lỗ Nhất Khí, như tại sao tay của Quỷ Nhãn Tam lại chẳng chịt vết sẹo, tại sao hắn luôn mang theo viên đá thi khuyển bên người, tại sao trên cơ thể hắn luôn phảng phất mùi tử khí. Câu trả lời chỉ có một, đó là hắn kiếm cơm nhờ các xác chết lâu năm trong mộ cổ. Lão mù, lắm lời quá rồi đấy. Lão làm việc của lão đi. Quỷ Nhãn Tam vừa nhảy lên mặt đất, vừa lấp cất nói với lão mù. Lão mù, tôi không nói gì nữa. Hôi chiếc gậy xác định vị trí, rồi bước xuống dưới rãnh. Quỷ Nhãn Tam nói thêm một câu, bên vách đất phía nam. Lão mù bèn ngồi thụp xuống, bắt đầu lần dò trên một bên của vách đất. Ở đó quả đúng là có một bức tường thấp, đúng hơn là một cái gờ bằng gạch, vì nó chỉ cao khoảng 2 thước. Lỗ Nhất Khí cũng khom lưng ngó đầu xuống xem, song cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc này Lỗ Tịnh Hiếu cũng vươn người nhìn xuống, rồi ông rút từ ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ ra một chùm ánh sáng. Lỗ Nhất Khí rất ngạc nhiên khi thấy bác cậu có một viên dạ minh châu lớn đến vậy, song cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng đó không phải là dạ minh châu. Tuy nó rất sáng, song khí của nó không đủ, hơi thở rất yếu ớt. Nhờ chút ánh sáng lạnh lẽo, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy bức chiếu bích. Nó đúng là một chiếu bích. Một chiếu bích chỉ cao vỏn vẹn 2 thước và bị chôn vùi dưới đất. Nó cũng có phần nóng, có bích tâm, có mái che. Chỉ có điều mái che đơn giản là do một hàng gạch rộng hơn xếp thành. Toàn bộ chiếu bích đều được xây bằng gạch xanh nhỏ, nung kỹ, đen bóng, không hề có hình thù trang trí hay điêu khắc nào, cực kỳ đơn giản. Lão mù, cẩn thận đấy, tường ma vỡ, ma bùa vây. Quỷ Nhãn Tam nói năng lúc nào cũng kiệm lời, giọng trầm và nhỏ. Lão mù cười khẩy. Cậu lớn đừng có dọa ta, lão mù này bị dọa quen rồi. Chỉ có họ Nghe các ngươi biết bày trò bắt ma đuổi quỷ, còn lão mù này thì không biết chắc. Thằng nhóc, nếu người có bản lĩnh thì đục cho cái lỗ đúng bích tâm, thả mấy con ma ra đây, ta với ngươi so tài cao thấp. Tôi không dám, kỵ nhất chuyện này. Quỷ Nhãn Tam vẫn thì thầm đáp. Lão mù thôi không đôi co với Quỷ Nhãn Tam nữa, tiếp tục sờ soạn trên bức tường ma quỷ. Lẽ nào đây quả thực là bức tường của địa phủ, ngăn cách giữa nhân gian và cõi âm tào? Nghe đoạn đối đáp giữa hai người họ, Lỗ Nhất Khí không hề cảm thấy sợ hãi. Nãy giờ cậu quan sát bức tường vô cùng chăm chú, không cảm nhận thấy ở đó có thứ gì khiến cậu phải sợ hãi cả. Thế nhưng đây có thực là bức chiếu bích ma không? Chính xác là như vậy. Lỗ Thịnh Hiếu đứng thẳng người dậy, bước về phía Lỗ Nhất Khí nói. Đừng nghe bọn họ nói càn, chiếu bích ma chỉ là một thủ pháp để định phong thủy, nhằm ngăn chặn không để cho âm khí của địa phủ xung với cát khí tại cổng. Bởi vậy nên người ta mới xây chiếu bích ở dưới lòng đất phía trước các ngôi nhà lớn. Hóa ra chỉ đơn giản là như vậy. Lỗ Nhất Khí lại ngồi thụp xuống nhìn lão mù vẫn đang lần mò dưới rãnh. Nhưng cuối cùng lão thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, nét mặt lộ vẻ thất vọng. Xem ra nãy giờ chẳng thu hoạch được gì, mọi người lại chìm trong im lặng. Chú mù, tại sao chú lại biết được ở đây có một bức chiếu bích ma? Lão mù lập tức rũ bỏ vẻ thất vọng trên nét mặt nói. Cậu đừng có mà bắt trước Ngây Tam gọi bừa. Chú đây gọi hạ, cậu cứ gọi ta là chú hạ. Quỷ Nhãn Tam lầu bầu. Hạ liều thì có, xét về địa vị trong giang hồ thì lão mù là bậc tiền bối, song Quỷ Nhãn Tam rõ ràng không hề tỏ ra kính trọng. Lão mù không thèm đếm xỉa đến, nói tiếp. Hình điêu khắc trên gạch tại chiếu bích phía tây là cảnh mặt trời lên cao, song toàn bộ đây là đảo ngược lại. Người phía đông có mặt trời lại ở phía tây, tức là mặt trời lặn. Hơn nữa ngón tay của thiên quan không chỉ vào mặt trời mà lại trúc xuống đất 30 độ. Chiếu bích phía tây khắc cảnh bái ấn phong hầu, ấn treo trên cây tùng, hình ảnh con khỉ đáng lẽ phải ngửa mặt lên vái, xong nó lại vái chếch xuống phía dưới. Người thiết kế ngôi nhà này là một cao thủ, trình độ còn trên cả bác của cậu.
nên chắc hẳn không phải là phạm sai lầm, mà có lẽ là ám chỉ điều gì đó. Mà phía trước cổng chỉ là một bãi đất bằng trống trải, nên chắc hẳn là ám chỉ cái gì đó ở dưới đất. Nếu là ngầm ở dưới đất, lại ở vị trí này, thì khả năng lớn nhất chính là một bức chiếu bích ma. Lời nói của lão mù đã vô tình giúp Lỗ Nhất Khí biết thêm một chuyện, đó là bác cậu là một cao thủ về kiến trúc, nhưng dường như thông tin này vẫn nằm trong dữ liệu của cậu. Nét mặt cậu bình thản không chút ngạc nhiên, cũng chẳng nói câu nào, chỉ đưa tay đón lấy khối sáng từ trong tay Lỗ Tịnh Yếu rồi đi về bức chiếu bích phía tây. Cậu đã nhìn rõ hình khắc trên nền gạch đúng như lời lão mù vừa miêu tả. Chỉ có điều ngón tay của thiên quan không chỉ vào chính giữa của chiếu bích ma, mà chỉ ra mé ngoài của bức tường. Hình điêu khắc trên bức chiếu bích kia cũng như vậy, tức là chúng đều không chỉ vào chiếu bích ma, mà chỉ vào hai thứ khác. Vậy đó là thứ gì? Lỗ Thịnh Hiếu đột ngột kêu lên. Cánh nhạn. Chiếu bích cánh nhạn cũng là một dạng chiếu bích, nhưng không phải là một bức tường thẳng, mà ở phần giữa hoặc cửa sau có chỗ gấp khúc, giống như phần cánh của con nhạn đang bay. Lời nói còn chưa dứt hẳn, Quỷ Nhãn Tam không để cho anh kịp nói gì, cây cuốc mỏ hạc và cây xẻng lưỡi cày đã múa tít như bay. Ở hai bên chiếu bích ma lại xuất hiện hai đoạn tường ngắn, đó chính là phần cánh nhạn của chiếu bích ma. Lão mù không bước xuống ránh, chỉ khua chiếc gậy quẹt quẹt và cái trên cánh nhạn phía đông, rồi quả quyết nói: Nghe Tam, viên gạch thứ hai từ trên xuống, cách mép trái 5 tấc, phá nó ra. Một tấc tương đương khoảng 3,33 cm. Một giọng nói điềm tĩnh vang lên: Khoan đã, để tôi. Đó chính là Lỗ Thịnh Hiếu. Ông rút từ trong hòm gỗ ra một cây đục sắt dài và mảnh, sau đó vừa đi về phía cánh nhạn, vừa bảo Lỗ Nhất Khí: Dẫn Chu Hạ sang phía tây ngoài 10 bước, rồi ngoảnh sang phía Quỷ Nhãn Tam, nói: Cầu Tam, kiếm thứ đồ lề gì che chắn cho ta. Lão mù không đợi Lỗ Nhất Khí đến dẫn, đã tự đi về phía tây 15 bước. Lỗ Nhất Khí đành đi theo lão. Sau đó cậu cố gắng giơ cao hết mức viên đá phát sáng trong tay, muốn nhìn cho rõ từng hành động của bác. Bởi lẽ sự trân trọng của ông đã cho cậu biết rằng đây lại là một lần mạo hiểm. Cảm giác căng thẳng giống như khi nhìn ông mở cổng lại trở lại trong cậu. Bàn tay xịn mồ hôi lạnh tiếp tục cầm đến bắn súng. Quỷ Nhãn Tam đứng sau Lỗ Thịnh Hiếu, thoát một cái hắn đã rút ra một thứ gì đó từ chiếc túi ra sau lưng, tay phải kéo, tay trái đẩy, keng một tiếng bật mở ra. Đó là một cây dù, một cây dù gọng thép, tán thép. Chỉ cần liếc qua, Lỗ Nhất Khí đã nhận ra đó là cây dù Vũ Kim Cương. Trước đây trong một lần hiếm hoi, Lỗ Thịnh Hiếu kể cho cậu nghe những chuyện thú vị trong giang hồ, có nhắc đến cây dù này. Nghe nói cây dù này từng được viết trong Sát Khí Biệt Sách như sau: Thu lại như côn kiếm giết người, mở ra như lá sen che phủ, cầm ở trên tay kim cương che chắn một trời mưa máu. Nó được chế tạo ra căn cứ vào cây dù bóng hỗn nguyên trên tay của Đa Văn Thiên Vương, một trong tứ đại kim cương cư trú tại phương Bắc, bởi vậy có tên là Vũ Kim Cương. Tuy rằng các bộ phận trên cây dù như đỉnh, cán, gọng, viền mép đều được thiết kế thành vũ khí sắc bén, nhưng tác dụng chủ yếu của nó vẫn là ngăn chặn các loại ám khí sát thương như tên, phi tiêu. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nghê Tam luôn mang theo bảo bối này bên mình, bởi lẽ nó có tác dụng rất lớn khi phá giải các cơ quan trong lúc trộm mộ. Sau khi Vũ Kim Cương mở ra, Lỗ Nhất Khí đã yên tâm phần nào, bàn tay nắm báng súng cũng thả lỏng đôi chút. Cậu không biết đây cây dù thép đó có thể chịu đựng được sức công phá lớn đến đâu, cũng không rõ tài sử dụng của Quỷ Nhãn Tam cao cường đến mức nào. Thế nhưng trực giác vốn lúc một tự ti đã mách bảo với cậu rằng nó khác nào áng mây lành che chư thần, đóa hoa sen hộ chư tiên. Lỗ Thịnh Hiếu chưa vội hành động ngay, ông lại ngồi xuống kiểm tra cẩn thận vị trí mà lão mù vừa nói. Sai sót khi nãy đã khiến ông trở nên thận trọng hơn nhiều. Ông không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào nữa. Nếu không, ông sẽ đánh mất mọi niềm tin còn lại, cũng sẽ khiến ông từ bỏ sứ mệnh cuối cùng. Nhờ ánh sáng lờ mờ phát ra từ viên đá, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy tấm thân già nua của bác cậu bỗng chốc vươn thẳng, linh hoạt nhanh nhẹn không khác gì một tráng niên.
Đôi tay ngày thường chỉ biết lật dở kinh sách, giờ nắm chặt cây đục sắt, các khớp xương kêu lên răng rắc. Ông đột ngột khai triển thân thể, thân phải choãi ra sau một bước, thân trái duỗi thẳng, chân phải uốn cong như cánh cung ngược, tay phải vung xéo lên, chiếc đục sắt trong tay văng ra, lao vụt đi. Trúng rồi, có tiếng gạch vỡ, lặng phắc, vẫn lặng phắc, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện nổi tiếng có tựa đề Lời Nguyền Lỗ Ban. Trên kênh savaite.com qua phần thể hiện giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.